quay trở lại với nội dung mà chúng tôi đề cập ngay ở phần đầu chương trình. Thưa quý vị, đại dịch Covid-19 từ khi bắt đầu xuất hiện lần đầu tiên trên thế giới cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, đồng thời gây ảnh hưởng di truyền đến mọi mặt của cuộc sống con người. Giữa lúc cả thế giới vẫn đang nỗ lực tìm mọi giải pháp để ngăn ngừa dịch bệnh, thì đâu đó một thứ đại dịch vô hình mang tên tin giả với chiều hướng tiêu cực đã và đang khiến cho cuộc sống, cuộc chiến với Covid-19 trở nên khó khăn hơn. Và tại Việt Nam, cuộc chiến chống tin giả cũng cam go không kém. Lần thứ tư kể từ đợt dịch đầu tiên xuất hiện, Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong công tác phòng chống dịch. Trong lúc cần sự chung sức chung lòng cùng nhau chống dịch, thì một bộ phận người lại lợi dụng mạng Internet để lan tải, lan truyền tin giả có liên quan đến dịch bệnh. Mới đây, Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vừa lập biên bản vi phạm hành chính của người đàn ông vì đã có hành vi đăng tải nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm hình ảnh uy tín của cơ quan nhà nước. Trước đó, người này đã sử dụng trang Facebook cá nhân để đăng tải bài viết với nội dung vu khống, xúc phạm lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tạo dư luận xấu. Cùng thời điểm này, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long cũng xử phạt một người đàn ông khác 7.500.000 đồng vì hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. Trước đó, người này đã lấy tài khoản người mình thù ghét đăng tải nhiều nội dung nói một bệnh viện ở địa phương có hàng trăm ngàn ca nhiễm gây hoang mang dư luận, nhưng không ngờ bị lật tẩy. Trước đó, vào ngày 19 tháng 7, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện và lan truyền hình ảnh một người đàn ông trung niên đang tự thiêu trên địa bàn phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, kèm theo là bình luận xuyên tạc cho rằng nguyên nhân tự thiêu là do người này bức xúc về cách chống dịch Covid-19 của thành phố Hồ Chí Minh. Người dân vẫn bức nên tự tìm giữa đường. Qua xác minh, cơ quan công an xác định đây là thông tin bịa đặt, lồng ghép nhằm xuyên tạc liên quan đến dịch Covid-19, gây quan mang cho người dân thành phố, xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ngoài các vụ việc nêu trên, thời gian qua đã có rất nhiều thông tin xuyên tạc hoặc cắt ghép hình ảnh sai sự thật có liên quan đến Covid-19 được đăng tải lên mạng. Việc nhiều thông tin xấu bị phát tán trên mạng đã gây hoang mang dư luận, làm giảm niềm tin của người dân vào công tác phòng chống dịch. Với tình hình dịch bệnh như hiện nay rất nhiều và cũng ở đây rất nhiều khó khăn cho các cơ quan nhà nước cũng như là tất cả mọi người chúng ta, thì tôi thấy rất nhiều người cũng như nhiều cá nhân khác đã lợi dụng cái tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh và đã đăng các thông tin sai sự thật bịa đặt nhằm mục đích như là để câu like, câu view, hay là những người này bán hàng online thì đăng như vậy để cho nhiều người chia sẻ like để đạt được cái mục đích của mình. Cũng có một số người có những cái mục đích xấu, chẳng hạn như là chê bai, chê thúc những cái việc phòng dịch của mọi cá nhân cũng như các cái cơ quan nhà nước, hoặc là những cái bình luận hoặc là những bài viết mang tính chất là xuyên tạc, nói xấu hoặc là phê phán hoặc là không đúng sự thật, gây ra rất nhiều khó khăn trong vấn đề phòng chống dịch cũng như là gây ra những cái hoang mang cho dư luận, cho những người tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là trên cả nước lo lắng về việc phòng chống dịch. Thì tôi cho rằng là những hành vi này là không nên và không những vi phạm về mặt pháp luật, mà những hành vi này tôi cho rằng là đều vi phạm về mặt đạo đức, và chúng ta đều phải có những cái chế tài xử phạt đối với những người này. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, qua thực tiễn công tác chỉ đạo, quản lý và giám sát thông tin trên không gian mạng thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy tình trạng phát tán tin giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch Covid-19 có dấu hiệu gia tăng. Các thông tin xấu tập trung chủ yếu vào việc kích động vùng miền, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, thông tin sai sự thật về hiệu quả các loại vaccine ngừa Covid-19, xuyên tạc chính sách phân bổ, cung cấp vaccine của chính phủ, về sử dụng quỹ vaccine phòng chống Covid-19. Nhiều tin giả nói sai về diễn biến dịch bệnh tại các điểm nóng như thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam, xuyên tạc về các biện pháp phòng chống dịch bệnh của chính phủ và các địa phương. Đáng chú ý là nhiều thông tin có nguồn từ các video clip của những người đang cách ly, người dân trong khu vực bị giãn cách phong tỏa. Trước tình hình này, ngày 23 tháng 7, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản về việc thực hiện nghị quyết số 78 trên NQCP của chính phủ về tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng. Thông thường, tin tức
tả và có bố cục lộn xộn. Các hình ảnh video trong tin giả thường bị chỉnh sửa cắt ghép. Ngày tháng của sự kiện thường bị thay đổi. Theo các chuyên gia dư luận, hành vi tung tin giả trên mạng có thể bị xử lý hành chính, thậm chí xử lý hình sự tùy mức độ vi phạm. Thì theo quy định của nghị định 101/2020 thì mức xử phạt ở đây là đối với tổ chức thì có thể là từ 10-20 triệu đồng, còn đối với cá nhân thì mức phạt có thể là từ 5-10 triệu đồng. Đó là về mặt hành chính. Còn về mặt hình sự, nếu mà có hành vi đưa lên mạng xã hội những cái thông tin giả mạo này, những thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh Covid 2019 gây dư luận xấu thì có thể bị xử lý về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định tại điều 288 Bộ luật hình sự 2005 sửa đổi 2017. Thì đối với tội nhân này thì khung hình phạt cao nhất có thể là bị phạt tiền từ 200 triệu đồng lên đến là 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Ngoài ra những cái thông tin này nếu mình đưa lên mang tính chất là vu khống này hoặc là làm nhục người khác thì cũng có thể bị xử lý hình sự đối với các cái tội danh như là tội vu khống này hoặc là tội làm nhục người khác. Trước nạn tin giả tràn lan, các cơ quan chức năng khuyến cáo người đọc tin tức, thông tin trên mạng cần bình tĩnh, tỉnh táo sàng lọc thông tin. Người đọc cần kiểm chứng cơ sở nguồn tin, xem thông tin đó đến từ người nào. Nếu đến từ một người lạ, thông tin không rõ ràng thì cần cảnh giác, có thể xem một giới thiệu để xác minh. Bên cạnh đó, độc giả nên kiểm tra tác giả, đọc kỹ nội dung để xác định thông tin thật hay giả. Thưa quý vị, dịch bệnh vẫn đang diễn ra vô cùng phức tạp và chặng đường chiến đấu với dịch có thể sẽ còn kéo dài, ngay cả khi đã kiểm soát được tình hình. Trong tình hình đó, việc tuân thủ các biện pháp quy định phòng dịch cũng như ngăn chặn chia sẻ, lan truyền tin giả là một trong những cách góp phần giúp cho cuộc chiến này bớt đi một phần khó khăn. Và không ai khác, chính chúng ta, những người dùng mạng phải tự ý thức được vai trò của mình trong cuộc chiến chống tin giả nguy hiểm không khác gì dịch bệnh này.